À, chào bố. Ok, chào Tới mọi chiều hả người. mày? Tao thấy lên câu đầu cái mẹ luôn được rồi. Cái đó mà nãy giờ mày nói trên liên thiên đại hải thì được, mày có tụi nó có nghe vô tai đâu. Tao nói cho mày nghe cái chuyện nó đâu không có động trời, theo cái chuyện này mới là ghê nè. Để tao coi cho tụi bay coi, tụi bay cái gì ta. Đây. Cái đây là tao cho mày coi. Rồi xong rồi tao mới nói nè, mới sáng sớm mà đụ ma sập lồn là tiên xuyên tạc thành phố Hồ Chí Minh, là xác chết đầy đầy chợ, hàng ngàn xe chở xác người nối đuôi nhau đi hỏa táng. Đù Trời ơi mắt, trời. Trời đù ơi mắt, đó trời. mới là ghê, đó mới là ghê. Cái này là Đó, mắt mọi người thấy thấy không? không? Đó. Rồi Đó, mọi xong người thấy chưa? Người dân thấy cái này chưa? là ở nước Mỹ nè, má của thằng Quy nè, má là Quy nước Mỹ nghe. Bật lại luôn mới ghê chứ. Trời ơi. Tiếp tục Ê, luôn. cắt đứt sự. Tiếp tục nữa. Ta phải chạy chưa? Đồ quá sao? Đồ quá sao? Ta nói mày rồi, đủ quá ta thiệt mày đứa nhặt đó. Thì mày nói với cái đám người đi ra như nói như vậy thì tao hỏi mày nó có nghe biết gì đâu mà ấy nữa. Thành ra tao nói mày tao buồn cười lắm. À, sáng sớm ra rượu mà thấy ông xác chết đầy chợ rượu má xe. À, nói hề cho mày hiểu rằng thì Cứu bố công đó nhận không? À, thế này là đúng rồi. bố, mình đọc một cái câu đó, cái đầu tiên cảm giác gì nó ức chế rất là nhiều, nhưng mà nếu mà suy nghĩ kỹ lấy lại đúng không? Không Bởi vậy nhìn vô không cái bản chất của những con nó người của họ nó đúng như thế rồi. nào, có thấy đâu, đúng Để tôi lấy một cái vấn đề danh ngôn ở đây. Đây là một câu chuyện có thật mà của không? đời Đường, đời đời của Tàu. Thì mình nhớ một cái cốt truyện là trong sử sách của Tàu nói là ông này ông vì làm vui cho một cái bà gì đó mà xé lụa rồi xong rồi cái thì hồi xưa là liên minh liên kết nhau thì khi mà vua trụ chứ vua trụ thì đóng đánh trống mà thì các nước lân bang các nước xóm giềng rồi nó thấy có nguy cơ là nó tới rồi để nó phụ giúp mình nhớ không? Thì cái ông này ông vui vui cho phụ nữ thì ông đánh trống cho bà kia mà vui bà cười ngặt nghẽo thì thấy các nước chư hầu chạy tới thì không có cái mẹ dân gọi rồi mà họ các nước chư hầu rất là tức giận nhưng mà bỏ đi về. Những năm sau đó thì lúc đó thì ông bị thiệt cho ông không bị giả nữa thì lúc ông cũng cũng đánh trống nữa nhưng mà chẳng có ai mà tới trên tại vì nó biết là bị lừa gạt rồi. Thế là thì Dạ bình ta luận. nói đúng rồi thì cái này cũng vậy thôi nó xuyên tạc ít ít là nó xuyên tạc ông cái cây bốn nó rồi cái là nó có lý và nó có tình để làm cho người dân tin thì nó ok còn trong khi đó báo đài chính xác tất cả đâu phải bây giờ tôi nói mày rồi cái mạng internet là cái mạng mà đó là mạng xã hội mà mình coi nó là năm 4.0 sắp sửa lên 5 chấm rồi nó là mật mật phẳng đối với các xã hội bên ngoài hiểu không thì đâu giờ ở đâu họ không biết đã nhưng mà nó dám nói một cái câu về đồ nó xác chết chở đầy chợ được luôn ra đồ mũi nói chung là đồ má là nó phi thực tế nó làm cho con người ta cảm thấy bất chán ghét chứ không phải là người ta tin mày hiểu không người ta Đúng đọc người rồi. ta phì cười nó phì cười nếu Đúng mà như vậy là thì đụng hết cao quỹ Liên Hợp Quốc rồi Liên Hợp Quốc các nước kia nó sẽ xôn xao lên và nó sẽ cứu trợ hoặc là nó có những cái động thái gì kho đó là tình hình Đúng quốc tế rồi. sẽ nổi đâu liền đâu có kiểu im lìm gì đâu khổ em Với mà tụi này đó WHO khu vực nữa, họ phải là rồi sắn nó tay vào lên tiếng liền. rồi là họ lên tiếng họ sắn tay vào liền cái nào họ có để binh cái này là cái này tôi lại giống như con nói là nó là toàn cầu nó là cái dịch toàn cầu và đất nước nào bị thì Liên Hợp Quốc nó cũng phải lo lắng lấy mà trong khi đó nó mô phỏng và nó nói một cái chuyện đùi bu mà nó nói chuyện người ta mà người dân thường nói cũng phát ghét nghe nói là phát ghét là đừng không tin nổi mà đừng nói chi mấy kia bởi vì tụi này nó ngu xuẩn bởi nó ngu xuẩn mà tôi nói đầu về má nó mới đi ỉa vô trong cái bôi của ta làm đúng quá nước Mỹ văn minh Mỹ đế văn minh đó đồ má thấy không đồ quá thì đó cỡ đó thôi hết xài rồi đồ má tao đó là tao ví von tao kể đầu của nó giống y chang như lưới của hoài đó vậy đồ quá khổ vậy thành ra nói tụi này rất là mệt mà thậm chí bây giờ
Kể cả cái thằng Tân Thái hay Minh cũng vậy nữa, đùi mà nó ngồi một Dạ. chỗ thôi, nó có đâu, nó ngồi văn phòng lai ngày 8 9 tiếng ngồi lai hoài thôi, nhưng mà đủ nó có ra được đâu, khổ. Và xuyên tạc cách nó là vô lý vô ơi, trời ơi tụi ta thấy tụi nó ta chán chết mẹ luôn. Bởi vì khi khi tôi bố không muốn lên lên nói, bởi vì nó hoài nói mãi mà thì vậy, nhưng mà nó có tính cách thế này sao suy nghĩ lại, bởi vì nó tuyên truyền theo kiểu lối của nó. Có nghĩa gì là, có nghĩa là một lần mày không nghe, hai lần mày không nghe, ba lần mày cũng không nghe, trăm lần mày quen, 1.000 rồi tự nhiên mà từ từ mày cảm thấy đủ, có cái thằng này nó lại nó hoài vậy. Chắc là thắc mắc mày, nhưng mà vô mày nghe nghe thì mình bị những người dân mà ví dụ như thiếu hiểu biết, và những người mà coi như là ở Dạ đúng rồi. quê hoặc ở vùng da vùng sâu, họ không theo kịp tình hình đất nước thì họ họ bị mê hoặc và họ bị lôi cuốn vào cái chuyện đó, Dạ. hiểu không đó. Chứ còn dân thành phố miễn đi, đủ bây giờ thấy nghe nói cái thằng gì Trương Quốc Huy, bên đi Trương Tân Thái là con nhỏ nước biến chứ đâu mà ai mà thèm biết, chỉ mệt đỡ tôi thì khổ lắm nơi mà đỡ cái đầu tôi nói mà đoán toàn là một cái đám con nít, nó thẳng vô con bố nói còn toàn là một đám con nít không không biết gì một chế độ cũ cả, không biết mẹ nữa. Dạ đúng Thằng nào rồi. là cao, thằng nào cũng là sinh 75 không, chứ thằng nào đâu chứ trước 75 đâu, có trước trước vài năm cũng đâu biết mẹ gì, cho mình Đúng sinh rồi. năm 70 ra nữa thì mới cái 5 tuổi biết cái gì, Đúng rồi, ông chưa biết gì. chưa biết mẹ chứ vậy mà nói gì thánh là đủ hậu duệ gì, trời ơi khổ mà đúng. Còn mấy cái ông nội nhà ta thì thường thường bây giờ mà thấy rõ ràng mấy ông mà ví dụ như lão làng mình cũng như lớn tuổi mà người ta biết nghĩ chín chắn việc nước, mà thấy có ai lên tiếng không, không ai, chỉ có cái đám Đúng lăng rồi. quăng đó, những cái đám mà bị lăng quăng mấy cái lợi dụng của đó chị, mà đó mày coi cái làm mày coi cái thằng gì đó, thằng gì mới khui khui đức thầm sáng xét á, đù mà rõ ràng thấy đù mà nó lên mạng thì nó cũng chống dữ lắm, hỏi chi chỉ có tiền với gái thôi chứ khác gì đâu. Mà tôi nói là nghe, nói một cách là quơ đũa cả đám cũng y chang vậy mà không khác gì, Dạ. nói ràng thôi. Thành Bản ra chất nhiều khi mà. mình đó là thành ra vì chúng ta mình cũng không buồn nói tới được, bởi vì tất cả mọi người hiểu và những cái chuyện đó đã lộ liễu trên cái không gian mạng này. Thành ra bây giờ tất cả mình gom đũa, mà hầu như mà gom đũa cũng đúng chứ không phải là không đúng, hầu như là như vậy hết trơn. Có nghĩa là họ làm lười lao động bên Mỹ, mà lười lao động thì chỉ có ăn xin, mà thấy đoàn quỹ đó không xin tiền trắng trợn, đồ nó xin tiền trắng trợn không ai cho nó chửi nó không được quá nó khổ vậy, đủ mẹ ở không đủ làm biếng mà đủ rồi đi có tiền đủ mẹ làm biếng gì tao sướng á, đủ làm biếng tao tao có xe xe ngon chạy rồi còn ngon ha, không làm biếng tao lại đi đâu không làm gì hết mà tao thề rồi vậy đó, tiền đã bỏ ra đủ vậy đó đủ. Bởi vì tao thì chưa nói đủ anh mệt của nó quá, bởi vì khi tôi cũng buồn cười nghe Chào đứt giám từ bí này thư. chứ nhàm nó chán, trong khi đó không như tôi ra lại trước con bố nó nói rồi, nó có nhiều cái động vật thú dữ á, như là sư tử nè, cọp nè, tiger nè, cọp nè, beo nè, nói chung họ chẳng bao giờ đồng loại cho nó, không bao giờ thấy Đúng rằng rồi. nó có thể ăn một loại thú khác, nai và trâu rừng hay là cái gì đó, nhưng không giờ nó ăn thịt nó với nhau chứ cả. Mà cái đám này nó đang ăn thịt với nhau đủ ghê, cười chút cười chút. Dạ. Hello, rồi đi làm rồi, ở đường chưa ra sân bay luôn rồi mới đưa Tao có lấy bên tay rồi làm. đó. Rồi ok, thành ra tụi này không 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 cần phải nói nhiều con, bởi vì có thể là mình sẽ lên liên tục, rồi mình có thể con mở live thì có lên với nói chuyện thì dạch ra những cái chuyện sai trái của nó thôi, chứ còn thực chất thì đó là thuộc diện bản chất, nó không có tiền nó không sống được rõ ràng vậy. Mà nếu có tiền đương nhiên là cái nhiệm vụ mà cái vụ mà gì chống phá lên cái gì ra mà dễ có tiền lắm, thấy rõ ràng Dạ. không, tại vì đó nó cứ đám theo đó thôi, nó bám theo đó. Mà cái này nó đã 50 năm rồi, 46 năm rồi, 47 năm rồi, thành nó càng que làm hoài thôi. Trong khi đó mình mừng đất nước mình hòa bình vươn ra thế giới, mừng thấy mẹ luôn phát triển đất nước phát triển rồi, bằng anh bằng chị với là thế giới này kia là mình mừng hết, không tụi nó không chịu, nó vẫn bị vùi dập, nó phải vùi dập cho bằng được để làm chi, tự tòa thỏa thứ nhất là thỏa mãn cái tự ái, thứ hai nữa là kiếm tiền, bởi nó đó thuộc dạng kia là ăn ăn mày dĩ vãng, mà cái dĩ vãng chết mẹ rồi. Tao cũng nói bề hoài đó, tao là một người lính Việt Nam Cộng Hòa không xác là tao chỉ hỏi tụi nó cho tôi biết địa chỉ hoặc đất đâu đóng quân ở đâu để lại tôi trình diện đủ, mới không chỉ đâu ra thì nó không biết đâu chỉ chứ đủ. Đất thì không có không biết chọi chim mà đủ, mấy lúc nào cũng quan qua 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 khổ, tao không biết sao mà ăn nói thì bậy bạ rõ ràng đúng không, Dạ. kỳ cục mà khổ rồi. Rồi sao nữa Theo có gì bố hỏi bố, bố cái với cái thành phố đang áp dụng cái chỉ thị 16 này nè,
Thì Đúng theo rồi. theo cái nhìn nhận của bố thì bố thấy thế nào? Tao ủng hộ triệt để luôn, tao nói là tao ủng hộ triệt để, là bởi vì sao? Mình chỉ chịu khó vài tuần thôi nhưng mà mình sống cả đời. Mày hiểu không? Không có đời, điểm Dạ. dứt, đó không có đời. Tao nói, có một câu được người nào nói rất rõ rất rõ, ông đâu ông Vũ Đức Đam này phải nha, anh không uống cà phê hôm nay thì anh còn có dịp uống ngày ngày mốt ngày kia, không phải bây giờ anh uống, nhưng mà nếu mà anh uống bây giờ thì chắc là suốt đời anh không uống được nữa, mình nằm bẹn dưới đất rồi. Có nghĩa là có một câu là thở không khí trong lành còn còn đỡ hơn là thở máy thở, nó có một ba bốn câu rất là hay. Và cái điều còn không nữa là gì, nói chung là gấp không, nói chung là có một câu về rất là hay của ai đó không biết nữa, nhưng mà nói chung là không có nôn nóng bây giờ, nói chung là nguyên tắc là không nôn nóng, tuân thủ các chỉ thị của Bộ Y tế đưa ra, giãn cách xã hội, mạnh nhà ai nấy ở. Tất nhiên là ngay bây giờ thì tao sáng tao, tao có cái tục là tao có cái lệ là sáng nào tao mới gọi Việt Nam mà tao báo cáo tình hình cho tao, rượu ngon mà làm như thủ trưởng gì ghê vậy nhỏ. Vậy ba bốn bà giờ bà nào mà thấy ở các hàng ngày đủ tất Gài cái rồi báo cáo hết đầy đủ rồi thủ trưởng chấp nhận, ok rồi xong nắm tình hình rồi bắt đầu lên nói chuyện luôn. Giống như thủ trưởng kia không bộ gì còn dấp một bà rồi Tân Bình một bà rồi, nói chung là tao nhiều vợ lắm rồi tao chưa nói chung. Ê, nhỏ nó quýnh thế mẹ vậy. Thì nói chung thì là trên nguyên tắc tinh tư thần đó thì những cái nơi mà buôn bán hàng nhỏ lẻ các cái là không được quyền mở cửa, và người dân là không, người thủ tướng chính phủ là không để cho người dân đói, tất cả mọi người đều được có đồ ăn. Những người nào mà coi như lao động phổ thông thuần tí thì ở yên tại chỗ, và người ta đã làm lên danh sách phát hộ gia đình đó mỗi người được 3 triệu mà để chi tiêu lặt vặt, còn cơm nước hay một bữa, có người đến nơi tận nơi, không được quyền di chuyển, không được quyền ra khỏi nhà, nội bất xuất ngoại bất nhập, nói chung là tất cả mọi người không ai để đói. Người ta đã quyết sách rồi, ta lên mới đọc báo nhân dân nè, rồi tất cả mọi người không ai sợ phải chữa chết đói cả, thì cũng có mà nói những quán cơm từ thiện, những cái suất ăn mà coi như là nhà nước hỗ trợ, hoặc là những cửa hàng không đồng, những cái siêu thị là đầy ắp thức ăn không thiếu không thiếu, và khuyên người dân không nên đun nóng để mà mua, mà người ta trường hợp khi ta không thiếu đồ ăn thì người ta ta mua đồ ăn thì cái chuyện luật ta không cấm, nhưng mà không nên dự trữ, là bởi vì đây dự trữ không có tốt mà thức ăn nó thiêu, nói chung là phải tuân theo những cái chỉ thị đấy, và người ta cảnh báo rằng thức ăn đang dư thừa không thiếu, thiếu ăn thiếu mặc dù, nhưng mà nhớ kỹ miền Nam là cái vựa lúa gạo, mày hiểu không, chứ vì đó không bao giờ thiếu gạo, yên tâm Đúng đó. rồi. Đến vì đó là sao giờ tao cũng nói tao thấy tao khoái rồi, chứ vì đó tao yên tâm rồi, nghe mấy bả báo cáo rồi tao yên tâm rồi, tao không có nói gì trời, mà tao tin mấy bả hơn tin tụi bay, rượu mới tin tụi bay là tớ tin cái kiểu đó, tin mà thằng giống như cái thằng a cu đen đủ, a cu đã đen đủ, cu ta trắng, cu ta trắng, cu